Hello quý bà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cách kết thúc hàng sao cho thẩm mỹ nha. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết hàng đối với những sản phẩm mà mình móc bằng mũi đơn ha. Trên tay mình là mình kết bằng mũi đơn rồi các bạn, mình không hề lộ ra cái chân kết hàng luôn. Cách đầu tiên là cách đơn giản nhất và mình thấy ai cũng dùng cách này. Đây là chân mũi đơn ở đầu hàng nè các bạn, thì mình sẽ đưa kim vào đây và mình móc một mũi trượt như bình thường ha. Sau đó mình kéo thẳng len luôn. Đây là chân của mũi trượt đó các bạn. Cách 1 này mình sẽ siết cho chân mũi trượt nhỏ lại nha. Khi bạn kéo thẳng len luôn, sợi len nằm bên tay trái hoặc là sợi len nằm ở phía sau, các bạn sẽ kéo thật chặt để cho chân mũi trượt nhỏ lại. Rồi sau đó mình lên một bính như bình thường nè. Tiếp tục thực hiện tương tự như vừa rồi, kéo sợi len ở phía sau thật chặt để cho một bính của mình cũng nhỏ đi luôn ha. Cách 1 này thì dễ thực hiện mà đúng không các bạn? Cách thứ 2, sau khi mình móc xong mũi đơn cuối nè, mình kéo len lên một đoạn rồi mình thả kim ra. Sau đó tại chân mũi đơn đầu tiên là đầu hàng nè, mình đưa kim từ dưới lên trên rồi mình đưa sợi len mình chừa ra mới nãy á luồn qua kim. Rồi mình kéo đoạn len đó qua chân đầu tiên, rồi mình quay về phía mặt trước ha. Rồi mình kéo thẳng đoạn len lên một xíu thôi, rồi mình thả kim ra nè. Tiếp tục tại chân mũi đơn đầu tiên, chỗ mà mình vừa lấy len qua, mình đưa kim từ trước ra đằng sau, rồi mình lấy len qua. Sau đó mình đưa kim vào sợi len mình chừa. Khi trên kia mình có hai vòng len rồi nè các bạn, thì mình lấy len kéo qua hai vòng. Cái này là tượng trưng cho một bính nha các bạn. Rồi tại chân mũi đơn đầu tiên thì mình móc một mũi đơn nè. Rồi đến các chân tiếp theo mình cứ móc như bình thường thôi. Nếu đến cuối hàng các bạn sợ là mình sẽ không biết là kết hàng vào đâu á, thì các bạn đánh dấu lại một chân mũi đơn đầu tiên này giúp mình nha. Cách thứ 3 cũng tương tự như cách 2. Chân cuối hàng mình kéo sợi len lên một đoạn, sau đó thả kim. Tại chân đầu hàng mình đưa kim từ đằng sau ra đằng trước, sau đó luồn sợi len mình chừa ra nè, luồn vào kim, rồi lấy kim kéo sợi len đó qua chân đầu tiên. Rồi mình siết len nè, sau đó mình rút len về chừa một đoạn nhỏ thôi, rồi mình thả kim ra. Và các bạn nhớ là ngón cái và ngón giữa mình giữ chặt cái đoạn len vừa chừa ra nha. Khúc này sẽ khác cách 2 ở chỗ, thay vì mình đưa kim vào chân đầu tiên thì mình sẽ đưa vào chân kế bên, bên tay phải nha các bạn. Là ở dưới đây mình có một khoảng trống nè, mình đưa kim vào, sau đó vòng kim, lấy len. Tiếp tục mình đưa kim vào cái vòng dây mà mình chừa nè các bạn. Mình đưa qua. Sau khi trên kim mình có hai vòng len thì mình lúc này mới lấy len kéo qua hai vòng trên kim luôn. Cái này là mình coi như là một dây bính nha các bạn, nên tại chân đầu tiên mình sẽ móc mũi đầu tiên nè. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn ba cách kết hàng bằng mũi đơn. Các bạn thấy clip bổ ích thì đừng quên cho mình một follow và một tim nha.